Xin chào các bạn, mình là Hợp. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến anh em một chiếc đồng hồ độc lạ đỉnh của ICS mới về. Đó là một chiếc Breitling. Và chiếc Breitling này thì nó là một chiếc đặc biệt, khác biệt hoàn toàn với những chiếc Breitling mà các bạn đã nhìn thấy trước đây. Đó là một chiếc Breitling for Bentley. Và Bentley thì là một trong những cái thương hiệu top đầu trong ngành ô tô về độ siêu sang, chỉ kém Rolls Royce một chút thôi. Và nó là thuộc thương hiệu top của Anh Quốc. Thì với chiếc Breitling for Bentley này thì Breitling là hãng đồng hồ độc quyền được sản xuất những cái đồng hồ mà được đặt ở trong chiếc xe Bentley. Cho nên là các bạn phải biết là khi mà hai thương hiệu đỉnh cao mà nó kết hợp với nhau thì nó sẽ cho ra những cái sản phẩm rất là tuyệt vời. Và chiếc Breitling for Bentley Flying B hơn ngày hôm nay mình giới thiệu anh em là một chiếc như vậy. Nói về case thì chiếc này sử dụng một cái bộ case độc và mình chưa thấy bao giờ. Đó là nó vừa có cái dáng tanh và nó lại vừa có dáng khớp khỉu như này. Các bạn có thể thấy nó được làm rất là đẹp. Mặt đeo của chúng ta thì là một hình chữ nhật đó. Và ở phía trong thì chúng ta lại có hai hình tròn. Và hai hình tròn này lại kết hợp với nhau tại sao ta tạo ra một cái hình số 8 khá là tuyệt vời. Và ở phía trong này thì chút nữa mình sẽ nói qua về chất liệu. Tổng thể thì các bạn nhìn thấy đây là một chiếc đồng hồ nam tính đẹp và mạnh mẽ đó. Mặt dial của chúng ta thì được sử dụng cái vân dập nổi. Và cái vân này thì các bạn sẽ, nếu như bạn nào mà có Bentley đi thì các bạn sẽ thấy cái vân này rất là quen thuộc. Bởi vì cái vân này thì Bentley đã sử dụng khá là nhiều trong những cái chiếc xe của mình. Cho nên là đây là một sự kết hợp giữa Breitling và Bentley. Cho nên là chúng ta sẽ có những cái vân này ở trên mặt đồng hồ Breitling của chúng ta. Và cái dòng Breitling for Bentley thì thường sử dụng cái vân này đó. Các bạn có thể thấy rõ những cái vân này đó, rất là tuyệt vời. Ở phía trong thì chúng ta sẽ có một cái mặt dial chính với cái jumping hour. Đó, đây là cái ô này là ô nhảy giờ đấy các bạn nhé, chứ không phải lịch đâu. Các bạn nhìn số 9 này các bạn cứ tưởng lịch nhưng mà nó là 9 giờ đấy. Và đây là như các bạn thấy là 9 giờ 48 phút, sắp sửa lên đến 10 giờ. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái kim dây small second đang quay rất là miệt mài ở đây. Toàn bộ những cái phần màu vàng ở trên mặt đều là các bạn nhìn thấy thì đều được làm bằng vàng khối cả. Ngoài ra thì cái phần trắng trắng này của các bạn đang nhìn thì nó được làm bằng xà cừ các bạn nhé. Kể cả những cái cọc số này của chúng ta thì cũng được làm bằng xà cừ, hay còn gọi là mother pearl. Thì với cái này thì cũng là một chất liệu cao cấp mà được sử dụng ở trong đồng hồ để tạo ra những cái đồng hồ của chúng ta. Đó. Để mô tả qua về cái phương thức mà xem giờ của chiếc này thì mình sẽ xoay cái kim phút này để các bạn có thể thấy là cái ô lịch ô giờ nó nhảy như nào. Các bạn quay qua này. Đó, nó sẽ nhảy lên 10 giờ này. Gần như tức thời luôn các bạn nhé. Đó, và nó sẽ lắc lắc nhẹ một chút để nó nhảy. Đó. Khi bạn quay qua nhanh thì các bạn sẽ không thấy nó. Tuy nhiên là cái cách nhảy giờ ở trên chiếc này rất là hay. Ví dụ 1 2 3 này thì nó sẽ xoay từ phải qua trái, nhưng mà khi đến tầm 12 thì nó sẽ lắc rất là lạ. Đó, các bạn có thể thấy 7 này đều là từ phải qua trái. Và đến những cái con số lớn này thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có một cái sự gọi là rung động nhẹ trước khi chúng ta. Đó, các bạn có thể thấy từ 12 lên 1 thì nó rất là lạ luôn các bạn nhé. Giống như là giật vậy, retro vậy. Rất là hay. Đó. Thì cơ cấu này thì nó nằm ở trong cái bộ máy. Nếu như chúng ta có điều kiện chúng ta bỏ bộ máy ra thì chúng ta sẽ thấy cái cơ cấu rất là tuyệt vời. Toàn bộ phần thân của chúng ta được làm bằng vàng nguyên khối 18K AU750. Và cái phần kính này của chúng ta thì sẽ được làm theo dạng kính cong lồi. Các bạn thấy là phần kính này được làm lồi hẳn lên. Và kính được làm từ một miếng sapphire nguyên khối rất là chắc và đẹp. Đó. Ở phía sau thì chúng ta sẽ có một cái phần đáy kín. Và nó ghi rõ đây là một chiếc thuộc dòng Flying B. Đây là biểu tượng chữ B, Flying B gọi là chữ B bay của Bentley. Thì nếu như Rolls Royce có biểu tượng Ecstasy thì Bentley của chúng ta thì sẽ có biểu tượng là Flying B. Và biểu tượng Flying B này hay được gắn ở đầu mũi xe của mỗi chiếc Bentley. Các bạn có thể thấy ở đây là nó ghi rõ chiếc này là chiếc 684 được sản xuất. Và được sản xuất tại Thụy Sĩ này với cái chuẩn chứng nhận là COSC này. Và phía dưới này chúng ta sẽ có mã sản phẩm Series K và 4 cái chuyện vàng đi kèm. Đáy sau này của chúng ta được gắn cố định bởi 8 con vít ở hai bên. Đó, và phần thân của chúng ta các bạn nhìn thấy nó xuyên suốt từ trước ra sau. Ở phần sau này các bạn sẽ nhìn thấy ngay một cái phần thân của nó. Đó. Cái lắc to lắc của chúng ta cũng được làm rất là hay. Thì với cái cách làm dây như này thì lắc to lắc gần như cái lắc của chúng ta gần như là không có các bạn nhé. Tuy nhiên đây là vẫn là một chiếc đồng hồ với cái dáng khá là lớn.
Thì của size của chúng ta ở trên chiếc này thì sẽ là 57mm nhân với cả 38mm, và nó nếu mà nó sẽ tương đương với size 43.5 đến 44 của Bentley. Thì nếu như các bạn đã đeo những cái dòng như là Chronomat thì chúng ta sẽ thấy là size nó sẽ tương đương như vậy. Và chiếc này thì sẽ phù hợp với anh em nào mà tay dẹp một chút và tay cũng phải to một chút, khoảng 17.5 thì chúng ta đeo sẽ là đẹp. Mình sẽ thử lên tay cho anh em. Đó. Thì với chiếc này thì nó vừa khít với tay của mình luôn, bởi vì cái tay của mình thì thuộc theo dạng tròn và mập, cho nên là nó sẽ không có to ngang. Còn nếu anh em là to ngang thì chúng ta sẽ thấy là chiếc đồng hồ này rất là vừa vặn. Đó. Đi kèm với nó là một cái khóa, và khóa này của chúng ta là khóa xiên, cũng được làm bằng vàng khối với cái chuyện ở dưới, các bạn thấy rất là rõ này. Chiếc Bentley Flying Bee Jumping Hour này thì được bán với giá retail là 22.000 đô. Với 22.000 đô thì nó sẽ vào khoảng tầm 530 triệu gì đó nếu như các bạn mua chính hãng. Còn với bên mình thì đang có một chiếc như vậy với cái mức giá rất là tốt. Thì nếu anh em nào có nhu cầu về chiếc này thì anh em có thể liên hệ bên mình để mua và thử trên tay sản phẩm. Sản phẩm hiện tại đang có sẵn tại bên mình, và đây là một sản phẩm là chỉ còn đồng hồ thôi, và với tình trạng rất là tốt, gần như là của người ta được được tặng theo kèm xe và sau đó người ta không sử dụng ấy. Thì đây là một chiếc rất là tốt, mà đặc biệt cho anh em nào mà tay to, cao to một chút, đeo chiếc này rất là đẹp. Nếu như anh em có nhu cầu về chiếc này có thể liên hệ bên mình để mua và thử trên tay sản phẩm. Chiếc này bên mình đang bán với giá là 288 triệu các bạn nhé. Nếu như anh em mua thì có thể liên hệ bên mình theo thông tin bên dưới video. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video, và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.